Về mã quạt pin đèn pin để phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em đây các bác ơi. Có mã quạt pin em thanh lý này. Rồi là ngày hôm nay mua một thân quạt cộng với khối pin tặng các bác nhà em sạc 100 ngàn luôn mọi người nhá. Ví dụ như các bác mua thân đèn, mua cái kích hoặc mua sản phẩm nào cộng pin cũng được tặng sạc 100 nghìn phục vụ tất cả quý khách hàng luôn, đồng hành cùng Cú Bẩm TV nhà em. Rồi là còn một vài mã quạt là em thanh lý luôn cho khách hàng em, thanh lý thu vốn giá lỗ luôn mọi người nhá. Thì các bác có nhu cầu tham khảo luôn cho bên em. Và nếu mọi người quan tâm bên em thì có thể là đăng ký kênh hoặc bấm chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của nhà em nhá. Đây các bác tham khảo luôn giúp em đi ạ. Đây nha các bác ơi, ngày hôm nay về một lô quạt thực sự luôn quá ngon luôn mọi người ơi. Các bác mang đi quang quật này, mọi người mang đi ví dụ là nhà mình mà bán hàng ngoài chợ này, đi chơi du lịch picnic thì quạt pin này em thấy là chân ái luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó rất là nhỏ gọn. Thứ hai là chạy được lâu. Đó, mọi người xài ví dụ với cái quả pin 15 xe thế này, các bác có thể xài liên tục cho em khoảng tầm từ 8 cho đến là 10 tiếng luôn giúp em nhá. Còn này hôm trước hết hàng, đợt này thì mới về thêm hàng để phục vụ mọi người luôn. Quả này đặc biệt luôn này, có hai cấp chỉnh. Nên là muốn nhanh muốn chậm thì các bác có thể tùy điều chỉnh cho em. Cái đường kính cánh quạt là 20 phân, còn bao lồng ngoài là khoảng 22 tới 23 phân. Thân quạt là 200 ngàn, em bao phí ship nhá. Các bác có pin sẵn rồi, tham khảo luôn cho em cái mã quạt pin này. Gọi cho em là thân quạt không xoay, thân quạt 8 inch không xoay, loại loại 2 tốc luôn. Trước của nó phải tầm 250 cơ mọi người ạ. Ngày hôm nay 200 em bao ship cho khách hàng nhà em luôn. Đặc biệt nhá, mua một thân quạt cộng một khối pin bất kỳ em tặng sạc cho mọi người luôn. Ví dụ như con bò này, ơi một quạt của nó là 200, pin 15 cell của Bosun. Thì em đã có rất là nhiều video em bán mã pin này và các bác xài cực kỳ nhiều luôn. Có 300 ngàn một quạt thôi mọi người ạ. Rồi có báo pin này, chân phổ thông này, mạch pin 4 MOSFET. Vừa xài máy mài, máy cắt, máy khoan, máy tông và tất cả các mã máy chân pin phổ thông. Đặc biệt luôn này, con này thì em đã có test nha. Em test thời gian thực tế xài, thời gian thực tế chạy cho mọi người xem là nó chạy được bao lâu luôn. Rồi con này các bác chạy liên tục cho em là từ 8 cho đến là 10 tiếng, tùy mọi người để tốc độ nhanh chậm. Mua một thân quạt cộng một khối pin thế này, vừa thứ nhất là vừa bao ship này, thứ hai mọi người được tặng thêm một cái sạc để các bác nhà em sạc pin, tặng cả 100 ngàn phục vụ mọi người luôn, cực kỳ mát luôn. Rồi oi bất ngờ hay là các bác cứ xài đi cho em. Nhiều khi nhà có con nhỏ nha, nhà người già mà mất điện ấy thì chân ái luôn mọi người ạ, chân ái luôn, mang đi chơi du lịch picnic quá tiện dụng luôn. Mà con này nó thứ nhất này, thiết kế của nó là bằng kim loại, từ cánh lồng hay là cái đây thiết kế bằng kim loại hết thì nó gọi là quang quật ra đi các bác, gọi là mọi lúc mọi nơi rất là dễ dàng luôn, quang quật rất thoải mái cho em nha. Cổ nó rất là cứng cáp, cái cổ này rất là cứng cáp, các bác phải xoay lên xoay xuống này đó, nó rất là cứng luôn. Rồi combo như này có 500 ngàn thôi, quá hời luôn mọi người ạ, bao phí ship phục tất cả quý khách hàng nhà em, chương trình tặng quà từ tay khách hàng nhà em luôn mọi người ạ. Ngoài ra đây, ngoài ra thì mã quạt thì em cũng có một vài mã em thanh lý. Ví dụ đây, con này là cái quạt gọi cho em là cái quạt chân quỳ. Quạt chân quỳ màu vàng, quạt chân quỳ vàng cho em nhá. Thực sự luôn, nếu vào thời điểm năm ngoái mọi người mua cái quạt này, khẳng định với khách hàng em sẽ với mức giá là khoảng tầm 650 đến 700 ngàn một thân. Thì hiện tại cho em, đây nhìn cho em nhá, hiện tại con này, con này thì của nó gọi là quạt chân quỳ màu vàng này. Đường kính của cái lồng của nó là khoảng tầm 29 đến 30 phân, còn đường kính của cánh là 25 phân cho em. Con này được cái tiện dụng là vừa xài được điện lưới thông thường và vừa có thể xài được pin. Con này em đang thanh lý là 400 ngàn một thân. Thì nếu khách hàng mà đã có pin sẵn rồi, tham khảo một con thân máy như thế này, có núm xoay điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Đó, và mọi người có thể là gắn thử pin, chạy vô giúp em nhá. Rồi, muốn nhanh, muốn chậm, muốn yếu, muốn khỏe thì điều chỉnh cho em nhé. Rồi các bác điều chỉnh lên xuống, bác điều chỉnh sang hai bên này cho em là ok này. Ôi, cực kỳ mát luôn. Tốc nhanh, tốc chậm, xoay nữa cho em, mát vô cùng luôn. Mang đi chơi, đi du lịch, xách con này đi quá ngọt ngào luôn. Nhà có trẻ con mất điện thì tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thanh lý mà. Rồi, thanh lý cái thân quạt nhá. Thì các bác khách hàng em mà đã làm thợ thuyền mà có pin sẵn rồi thì có thể tham khảo một con thân quạt này. Giá thanh lý 400 nhá, em bao phí ship. Ôi, tất tay nốt, tất tay nốt luôn các bác ạ. Tầm này thì thứ nhất là cũng là cuối hè rồi, và cái thứ hai là cái tầm thời điểm này thì mất điện rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo cho em. 400 ngàn là gồm một thân quạt cộng với một cái dây nguồn như này. Đặc biệt ngày hôm nay nhá, các bác mua một thân quạt cộng một khối pin, em vẫn tặng các bác nghe một sạc. Đây ví dụ đây, thân quạt này là 400 là giá thanh lý thôi.
Lấy với một khối pin 15 cell của Bongsun. Ok, vẫn tặng sạc để mọi người sạc pin nhá. Đó, tính ra một combo quả thế này. Combo quả chân quỳ vàng thì chỉ có là 700 ngàn thôi. Xài cho em ok nhá. Pin này các bác có thể vừa xài quạt, có thể xài đèn được này, có thể xài máy khoan, máy bê tông, máy mài các thứ luôn. Con này đã có video em test thử với các loại máy rồi nên mọi người yên tâm xài luôn giúp em nhá. Và tiếp tục đây, một mã nữa thì đây em cũng có một mã gọi là quạt. Quạt này gọi cho em là cái quạt quạt gì à? Quạt có đèn đi, quạt ca mắc có đèn. Con này thì cái mã này thì em còn rất là ít đây, khoảng 2-4 con. Còn khoảng 4 con thôi mọi người nhá. Giá cũng tất tay nốt cho khách hàng em. Tầm này gọi là cuối vụ rồi. Còn bao nhiêu là thanh lý tất tay nốt đây. Rồi, thứ nhất cho em con này là combo nhá. Đây là bộ luôn. Một cái thân như này. Một thân quạt ca mắc như này này. Đây. Rồi, một pin 15 cell của ca mắc luôn khách hàng nhá. Hàng của ca mắc này. Một sạc cho em. Đấy, con này vừa có thể là sạc và vừa có thể là dây nguồn để kết nối vô điện lưới. Quạt này vừa xài được thông thường và vừa xài pin nhá. Em sẽ gắn thử pin cho khách hàng xem luôn. Ôi ok này. Đây là núm chỉnh tốc mọi người, điều chỉnh nhanh chậm này. Đó, muốn nhanh muốn chậm thì điều chỉnh cho em. Đặc biệt con này còn có đèn nhá. Cái công tắc bật đèn là phía bên hông này. Rồi, phía bên hông cho em nhá. Bật lên. Rồi. Con này các bác nhìn không? Em để ngoài trời nên không nhìn rõ đèn đâu. Mà bởi vì là cái pin của nó cũng không được khỏe, pin nó vừa tầm. Nhớ hộ em mà khi các bác mua bộ có pin về thì nhớ là sạc đầy đủ pin rồi hãy sử dụng nhá. Rồi, combo này trước các bác mua là bao nhiêu tiền? Thưa với mọi người, thời điểm năm ngoái mọi người mua khoảng tầm là 900 ngàn đến 950 một bộ này. Thì ngày hôm nay em trang thanh lý nốt còn 4 bộ thôi. Là giá phục vụ mọi người sẽ là 700 ngàn. 700 ngàn em bao ship nhá. Gồm một thân quạt, một pin của 15 cell của Camac và một cái sạc cộng với cái dây nguồn như này. Đó, 700. Bao phí vận chuyển phục vụ tất cả quý khách hàng nhà em luôn. Con này thì em còn có 4 bộ thôi. Là các bác có nhu cầu thì có thể tham khảo nhá. Tầm này là cuối hè rồi, còn bao nhiêu quạt là tất tay nốt phục vụ khách hàng nhà em. Và thời điểm này cũng mất điện rất là nhiều thì mọi người có thể tham khảo. Vào đây, ngày hôm nay cũng về lên cho khách hàng bên em là một cái mã đèn. Thực sự luôn, đèn này không rẻ, em không lấy tiền của mọi người luôn. Một cái mã đèn pin rất là cần thiết trong thời điểm này. Thứ nhất là mất điện rất là nhiều. Thứ hai là trời tối mình đi làm thì có những khu vực không có thể dòng dây điện thì mọi người tham khảo cái đèn pin cho em. Đèn pin em đang cầm là một cái đèn của Workfix. Đây, mã đèn của Workfix các bác nha. Con này thì với của nó là 84 bóng led. Trời ơi, 84 bóng led, công suất của nó khá là lớn luôn, lên tới cả 90W thôi mọi người nha. Cắm điện lưới hạ quân các bác nhà em mà có những khối pin gài vô đây cho em. Rồi, ví dụ như này, ở nhà mà có một quả pin sẵn rồi thì tham khảo cho em một cái thân đèn. Thân đèn chưa kèm pin nhá. Ôi ok chưa? Các bác ơi, sáng lắm. Siêu sáng luôn. Tầm này phải nói là siêu sáng luôn. Mất điện con này là phải nói là auto ngon luôn các bác khách hàng ạ. Một cái mã đèn 84 bóng này, tương ứng công suất khoảng tầm 90W luôn cho em này. Con này có cả hai cổng sạc USB để khách hàng nhà em có thể sạc được điện thoại nhá. Quá tiện luôn. Thì mã này này xin phép bán tới tay khách hàng em chỉ có 220 ngàn. 220 ngàn bao phí ship. Ngày hôm nay mua một thân đèn cộng một bộ khối pin, em vẫn tặng sạc cho khách hàng nhà em. Đó, đèn có 220 thôi, bao phí ship vận chuyển luôn. Ngoài ra đây còn một cái mã phải nói là cực kỳ tiện dụng với mọi người luôn này. Phải là gọi là cái kích cho em. Đây gọi là cái kích cho em nhá. Kích của Bosun. Kích từ 18-21V lên 220V. Con này có hai cổng sạc USB này, là cổng sạc màu trắng này để các bác nhà em sạc điện thoại và sạc gọi là sạc thường ấy. Còn cổng màu cam để mọi người sạc nhanh luôn. Còn đây là các cái ổ cắm để các bác nhà em cắm điện, ví dụ như các bác cắm kích wifi này, các bác cắm đèn, ví dụ đèn led này, hoặc là mọi người có thể dùng các thiết bị đồ điện tử dưới 180W. Và lưu ý là không xài được quạt giúp em nhé, không cắm quạt vào đây được không ạ. Đây mọi người gắn vô pin thôi. Ok này. Đây nó sẽ hiện tại, đây là có cái nút là hiện biểu hiện cái điện áp của quả pin. Em bật lên nhá. Con này sẽ là khoảng 19,7V. Đó. Con này cắm, các bác cắm sạc vô đây, các bác có thể cắm kích wifi. Với cái mã này thì cái hôm nhà em mất điện, khu vực em mất điện đợt bão ấy, mất khoảng 2 ngày là em dùng con này với cả pin là em kích wifi, em dùng được 2 ngày vẫn có wifi, vẫn có mạng, em xài bình thường. Đó. Con này thì của Bosun giá sale rẻ cho khách hàng nhà em chỉ có 200 thôi. Kích Bosun là 200 em bao ship nhá. Ngày hôm nay em mua một cái kích này cộng với một khối pin, em cũng tặng sạc cho khách hàng nhà em luôn. Hoan hỉ tầm này nhá. Đó, 200 ngàn cái kích của Bosun thôi.
Hoặc mọi người nhà em đã có các cái phụ kiện, các cái máy móc, thân máy, thân quạt các kiểu rồi. Mà muốn mua thêm pin để xài được lâu hơn thì đây, tham khảo cho em một khối pin của Bosun. 15 cell Bosun này, thứ nhất là có báo pin, thứ hai là chân phổ thông, thứ ba luôn cho em. Con này thì có thể vừa xài máy zin, máy nhật, vừa xài tất cả các mã máy chân phổ thông. Mà giá lại còn sale rẻ, bảo hành 6 tháng, chỉ có 300 ngàn một quả thôi. Ngày hôm nay mua hai quả pin, rồi 600, em tặng các bác nhà em một cái sạc, ok hoan hỉ nha. Tầm này con này phải nói là cực kỳ chất lượng và em bán ra thị trường đã rất là nhiều rồi, mọi người có thể tham khảo giúp em. Thì hôm nay có rất là nhiều mã từ thanh lý này, từ giá sale rẻ luôn. Các bác có nhu cầu mã hàng nào có thể alo trực tiếp cho bên Cô Bầm TV nhà em qua tất cả các đầu số là 0929 này 826628 hoặc 0369 826628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, khách hàng ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Em xin chào tất cả mọi người ạ.